Chị thì cũng giống như cái tư tưởng, cái ý kiến của sư cô. Thế hôm nay sư cô cũng muốn hỏi lại quý vị là trong quá trình mình học về là khổ tập diệt đạo, phải không? Thì là sư cô muốn hỏi từng người trong cái tứ đế thôi, phải không? Đó, khổ, cái phần tứ đế đầu tiên, khổ nó gồm có bao nhiêu phần? Trong đó là đạo đế chúng ta học, phải không? Cái phần đạo đế này á, là nó gồm mình cái đạo đế mình nói là đạo đế, nhưng nó gồm tổng thể có 37 phẩm trợ đạo, mà 37 phẩm trợ đạo này đưa ra 7 chi, phải không? Thì chúng ta đã học chi thứ nhất rồi là gì? Là tứ niệm xứ, phải không? Tứ niệm xứ trong đó gồm cái gì của chi? Quán, là dạy cho mình quán, cách quán, cách quán có 4 cách quán. Rồi cái 4 cách quán đó là cái gì đầu tiên? Quán thân gì đó, mạnh mẽ luôn, mạnh mẽ lên. Bây giờ cô Thủy nhắc nhở ngay đi. Quán thân bất tận, rồi. Tâm quán thọ, quán thọ vô, quán tâm vô thường, quán thọ khổ, đúng rồi. Cho cô Thủy vào tay lên rồi. Thì trong 37 phẩm trợ đạo, cái mà phương pháp quán đầu tiên nó cũng là một chi trong 37 phẩm trời đạo, tại vì 37 phẩm nó gồm có 7 phần. Và mình học phần thứ nhất đó là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ này á, là cái cửa để bắt đầu mình vào thiền, và để mình quán chiếu cái xác thân của mình. Mà khi mình học hết tất cả đi vào á, là tứ nhi túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và cái tứ chánh cần như kỳ rồi mình học, thì chúng ta khi mà chúng ta đã trực nhận được cái pháp tứ niệm xứ rồi là mình biết cái gì mình cần gì, cái gì mình cần phát triển, phải không? Đó là thân thọ tâm pháp, cái gì khổ, cái gì đưa chúng ta đến cái khổ, cảm thọ khổ, cái gì khổ mới được, phải không? Đó, khi chúng ta suy nghĩ về cái đó bắt đầu chúng ta đi vào thiền thì lấy cái đó là đề mục, làm đề mục chúng ta để quán, chứ không phải ngồi không trơ trơ thì cái trí tuệ mình nó không phát triển được, phải không? Hồi kỳ rồi chúng ta học về tứ chánh cần, phải không cô Khánh Minh? Tứ chánh cần có nhớ không? Kỳ rồi chúng ta học gồm có 4 tiết mục là gì? Cái gì mà cái điều làm nó đã xảy ra rồi thì mình tạo cho nó xảy ra, còn điều gì đều làm chưa ra đó thì mình làm cho nó ra, điều xấu và đã ra rồi thì mình diệt nó đi, còn xấu chưa ra thì mình không cho nó ra. Cho cô thấy chào có tay lớn thì ha. Tu tập thì nó có gì? Nó có phát triển, phải không? Đó, tu tập thì nó có phát triển. Rồi chú mà Minh Tịnh có nhớ rằng là khổ có bao gồm có bao nhiêu phần không? Học bao nhiêu trả lại cho cô thầy hết trơn rồi. Cái khổ đầu tiên tứ đế là gì? Khổ khổ, hành khổ, quậy khổ. Nó có gồm 3 khổ, đưa đến bát khổ là quán tâm hội khổ, vụ ấm xí thành khổ, phải không? Ái biệt đi khổ, cầu bắt đắc khổ, phải không? Từ 3 khổ mà đưa đến gì? Đưa đến bát khổ, phải không? Đưa đến đó thì mới là cái ngũ ấm xí thành khổ nè, rồi cầu bắt đắc khổ nè, rồi là ấy yêu mà không có được rồi xa lìa khổ nè ha. Đó, có đưa xuống mình có 3 khổ và 3 khổ, phải không? Đó là thuộc về gì? Tứ đế. Còn cái phần diệt đế đó là để mình đạt được, khi mình biết cái khổ đó là nhân thì cái diệt đó gì? Đó là quả. Diệt là mình dứt rồi, đó là niết bàn, phải không? Thì bây giờ chúng ta đi qua để mỗi một ngày chúng ta cố gắng ôn. Từ đây về sau khi học bài mới là chúng ta phải nắm chắc qua sơ về bài cũ, phải không? Thì là tứ chánh cần, những gì cái điều ác mà bắt đầu chúng tâm chúng ta hơi muốn khởi đó, diệt liền để không cho nó phát khởi, đó là tứ chánh cần. Mà nó đã khởi lên chúng ta cố gắng đi làm cho nó diệt luôn.
Và để phát triển những điều lành mà tâm cái tư tưởng thiện của chúng ta đó, khi mà bắt đầu nó phát khởi ít thôi, chúng ta làm cho nó tăng trưởng lên. Như vậy thôi, đơn thuần thôi. Nhưng mà cái này khó nghe, nói đơn thuần chứ mà khó vô cùng. Bởi vì sao? Nó bao gồm tất cả những tư tưởng là chư ác mặt khác trong đó, là nó cũng thuộc về thiền. Chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỹ, đó là lời chư Phật dạy, thiện chư Phật giáo, phải không? Rồi ngồi thiền hằng ngày, chúng ta ngồi thiền cũng vậy. Không phải ngồi thiền trong 15 phút, nửa tiếng hay một tiếng, đó gọi là thiền. Mà chúng ta đi đứng nằm, đi đứng bỏ ra cái đó, không có ngồi mà chúng ta nghĩ là chúng ta không thiền, đó không đúng. Bởi vì ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi trong tứ quay nghi này chúng ta đều có. Mà cái thiền á, là cái quan trọng nhất là cái gì? Là chúng ta phải có gì? Chánh định, chánh tri kiến. Khi cái gì mà chúng ta phát khởi lên nghĩ là sai, chúng ta dứt liền ngay tại đó, đó là gì? Là thiền. Thiền là đưa chúng ta vào cái cõi tịch tịnh, tâm hồn vắng lặng, không còn cáo bận trong đó. Chứ không phải thiền ngồi im ru không có gì hết. Thiền là phải tư duy quán sát thì cõi đời này, với vũ trụ đó, mình phải đạt được cái trí tuệ cao nhất. Và khi đạt được nó rồi, mình cảm nhận nó không là gì cả, mình bỏ, thành ra mình mới đi vào Bát Nhã được đó. Chứ còn mà mình cứ ngồi không trơ trơ thì suốt đời nó cũng là tảng đá, là tảng đá, đúng không? Mình là đá, phải mài cái dũa nó mới thành gì? Thành khí, đúng không? Đá mà không mài dũa thì nó không thành khí được. Do đó học chúng ta phải cố gắng ôn đi ôn lại, phải không? Từ đây về sau ngậm qua đó, số con ngồi, số cũng suy nghĩ theo tư tưởng, cùng một tư tưởng, cũng như là khế lý và khế cơ đó nha. Có suy nghĩ có hợp đó, thì số cô sáng này ngồi thiền, sáng nay số cô tụng kinh Bát Nhã. Bát Nhã hay quá à. Kinh Đại Bát Nhã mới của tụng quyển một thôi, nhưng mà trong đó hay lắm. Mình tụng mình cảm nhận lắm. Mà quý vị phải học cái này hết mới nhập được, chứ còn chưa học hết chưa nhập được đâu. Quý vị đừng có chán, học đi học lại nhiều lần. Nó giống như là mình ăn cơm hàng ngày vậy đó. Mình càng ăn những cái món mà mình nấu ban đầu không ngon, thì mình nấu riết thì từ mình có kinh nghiệm nói gì nó sẽ ngon. Ban đầu mình học mình chưa có thâm nhập được, nhưng mà khi mình học nhiều lần tới nuôi rồi sao nó thâm nhập. Giống như cây nhang, khi chúng ta đốt ở tại chỗ một chỗ một thì khói nó đưa lên, và ăn nó bay lên, cái nó tắt bên trên cái trần nhà, phải không? Mà một ngày thì mình không có thấy khói, phải không? Nhưng nhiều ngày rồi thì sao? Mình thấy cái khói đen nó đắm vào chỗ đó một chỗ một. Thì gọi là cái gì? Để chúng biết không? Gọi là quân tập. Phải không? Đó, quân tập có nghĩa là mình phải quân tập hàng ngày. Thì giống như cây nhang mình đốt khói nó lên, mình ban đầu mình không thấy đâu, nhưng mà nhiều ngày thì về sau nó thành cái thói quen, phải không? Thì khi mà cái tư tưởng chúng ta mà đã diệt được, làm được cái điều đó rồi, thì là mỗi ngày nó thành cái thói quen. Khi chúng ta muốn ngồi thiền mà ngày nào cũng ngồi thiền sao, nó thành thói quen, nó quân tập. Quân tập nó từ từ nó đưa đến vào cái nền nếp, thì tự động cái tâm của mình nó đi vào cái đó à. Đi ra không được, không, nó không chịu được. Nói thật với sư cô á, mình không phải, tại vì mình có kinh nghiệm với bản thân mình mới lấy ra nói được, chứ giờ mình không hiểu được gì khác. Mà giáo lý kinh điển thì nó cũng chỉ như vậy. Nếu mà chúng ta một ngày chúng ta ngồi thiền 2 lần, 3 lần, nó quân tập chúng ta về cái tới giờ đó, làm cái gì đi nữa đó, quý vị cũng muốn vô ngồi thiền. Bây giờ ngồi cầm cái form nào quẹt đó, thấy nó ngồi hơi nó cũng chán. Cái đi vô, mình buông, mình ngồi thì tâm mình nó vắng lặng, nó yên tĩnh lắm. Thành ra quý vị mà cố gắng làm cái gì đi, thì mình quân tập hàng ngày. Mỗi ngày thì cái nếp thiền của mình á, nó sẽ đạt được. Chứ không có cần phải là cao xa, không cần phải mà cô xin lỗi, cái này là một cái bài pháp mình nói xin lỗi quý vị hết, là tại vì trong này có quý vị nhiều vị đi tu thiền, đúng không? Không cần phải mình phải mua vé máy bay đi rất là xa để gì, để tốn tiền mà nhiều ngày mình mất sức khỏe. Mà trong khi đó nếu mà không khéo tâm mình không định, tại vì mình tâm mình dao đảo nó theo cái môi trường, phải không? Thì tâm mình muốn gom tâm lại nó khó lắm. Thành ra mỗi ngày mình phải buông tập tại nhà. Ở nhà mình phải có cái bàn thờ, phải không? Nếu khó không có bàn thờ, ví dụ đại chúng muốn nương tựa với sư cô tu tập một tuần, mình có ngồi thiền 3 ngày, ví dụ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7, cái giờ nào để chúng cảm thấy được dành thời gian đó đến cùng nhau để mình tu tập. Mình đó là giáo huấn cho nhau đó, mình tu tập, mình nhắc nhở cùng nhau thì nó đi vào này đấy. Mà không có vậy thì từ từ là nó tăng trưởng lên. Chứ một ngày mình ngồi có nhiêu đâu có làm gì, phải không? Đó, mình đi xa cũng được, đi vé máy bay xa cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái ở nhà, cái nếp sống mình đã có rồi thì qua bệnh á, cái tâm của mình đã đi vào đó.
đi đâu cũng được, đi qua bất cứ nước nào mà chúng ta đã có cái tập thiền hàng ngày rồi đó, thì chúng ta sẽ vào ngày niết bàn thôi, phải không? Đó, do đó quý vị, cái mà điều quan trọng là để chúng ta bớt nói chuyện, tại vì nói chuyện nó làm tán loạn tâm, tán loạn tư tưởng chúng ta không tập trung được. À, thành ra nếu mình quyết định tu chán cõi đời này, mà không phải là chán là nó làm cho mình cái gì buồn chán là trong cái thế mà bi quan, không phải. Mình cảm nhận cuộc đời nó không là gì, nó là vô thường, vô ngã, có thể chết trong tích tắc, phải không? Bây giờ con virus nó tràn lan, nó là một vũ khí không đau, phải không? Nhưng mà khi chạm vào mình không thấy, nó không có máu gì hết, nhưng mà làm cho con người mình sao? Nếu mà không có mà phương pháp điều trị nhanh đó, thì chúng ta sẽ vô thường tức tăng, phải không? Vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na vị thế. Bởi vì cái vô thường nó đến với mình, nó không hẹn với người, không hẹn giờ giấc gì hết, nó đến rồi tức khắc là nó đi ra, phải không? Thì cái mà triêu tồn tịch vong sát na vị thế là sớm còn tới mất, nay qua là lại qua đời khác. Đó là trong lời của Tổ Quý Sơn nói. Thì hôm nay để chúng ta đã qua cái bài thứ ba, đó là tứ như ý túc, phải không? Bài thứ nhất chúng ta là học đó là tứ niệm xứ. Qua bài thứ hai chúng ta đó là tứ chánh cần. Đây là bài thứ ba là tứ như ý túc, phải không? Mà tứ như giống là một phần trong 37 phẩm chợ đạo. Sư cô nhắc đại chúng, cái đạo đế á, là nói cái tên, phải không? Nhưng mà trong cái đạo đế nó gồm 37 phẩm chợ đạo. Mà 37 phẩm chợ đạo nó gồm có gì? Có 7 phần, quý vị cộng đi. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, đề phần và bát chánh đạo. Thì tất cả cộng cái này lại là 37 phần. Thì đây hôm nay chúng ta học phần thứ 3, phải không? Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời, đó là cõi đời nhận rõ được chân tướng đó là gì? Là tứ niệm xứ, phải không? Thân thọ tâm pháp, thân bất tịnh. Chúng ta quán cái thân chúng ta không có gì gọi là sạch sẽ, phải không? Nó không phải sạch sẽ là dơ bẩn hay là chúng ta không tắm, không phải. Không sạch sẽ bằng cái tư tưởng của chúng ta. Bằng cái tư tưởng suy nghĩ nó không có được thanh tịnh. Đó là cái đó xanh không, xanh không có sạch sẽ. Chứ còn tắm rửa là xong, phải không? Nhưng mà kết hợp với cái không sạch sẽ là quấn cái thay chúng ta chật. Rồi là kết hợp tới đó là gì? Không tắm, không rửa, tất cả mọi thứ là dơ bẩn, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là tư tưởng bẩn, phải không? Rồi đã quyết tâm bỏ ác theo thiện là gì? Là tứ chánh cần. Đó, bỏ ác theo thiện, diệt ác để trở về thiện. Đó thuộc về gì? Tứ chánh cần. Mà trong tứ chánh cần này nó bao gồm gì? Bao gồm nội dung của căn bản của ngũ giới. Để chúng nhớ tứ chánh cần là căn bản của ngũ giới. Cái gì, ví dụ như mình tu tập theo ngũ giới đó là thiện, mà mình ngược lại với từng ngũ giới đó là ác, phải không? Thì chúng ta là Phật tử, chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta biết là cái ngũ giới đó là cái phương pháp để chúng ta tu tập hàng ngày. Nói gì cho nó quan trọng lắm á, để chúng không có nghĩ là nghĩ nó bình thường, nhưng mà nó theo cái gì đời sống hàng ngày trong từng mỗi phút, phải không? Cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ mà có ý hại người cũng là gọi là sát sanh đó, chứ không phải là chúng ta giết bằng tay bằng bào đau thật đâu, mà chúng ta nó suy nghĩ bằng cái tâm chúng ta hờn giận, ghen ghét, hơn thua phải quấy tốt xấu rồi nó đưa đến chúng ta gì, có đó là tư tưởng ác. Thành ra nó thuộc về giới, là giới thuộc về sát. Do đó là đừng nghĩ rằng mình hành động bằng tay bằng bình bằng chân bằng dao gươm, không phải, bằng tư tưởng cũng gọi là giới. Đó, cái đó nó rất là quan trọng để chúng ta phải thì mà suy nghĩ từng chút cái đó, thì từ từ quý vị tu tập nó thâm nhập. Thì cái này sẽ ôm đi ôm lại hoài thôi, bởi vì nền tảng giáo lý của Đức Phật không ngoài cái này. Về tứ đế, tứ đế là căn bản nhất mà trong tổng thể của tất cả giáo lý của Đức Phật. Trong kinh Bát Dạ cũng nhắc tới nhắc lui. Thì sau đó nếu mà đủ duyên khi mình học vào kinh đó, thì bắt đầu xu vô kinh Bát Nhã từng phần nào đến đâu mà nó thuộc về pháp số, sư cô sẵn lòng chỉ hết. Ví dụ như là thập địa, thập hành, thập hồi hướng. Và quý vị biết thập địa là gì, thập hành là gì, thập hồi hướng là gì. Và khi nào mình dạy liên hệ đến kinh đó, đến cái đó mình mới dẫn luôn cho quý vị dễ hiểu, phải không? Thành ra tứ chánh cần nó là cái căn bản chính, đó là năm giới. Hành giả muốn đi xa trên con đường đạo cần phải vạch cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhằm
nhắm theo đúng hướng đã vạch mà đi, không nhìn ngang nhìn ngửa, không mong ước cái này cái khác. Hành giả chí quyết một con đường, tập trung tất cả những mong ước, chí nguyện, lý trí, năng lực, tinh thần của mình vào đó cho đến khi được tội nguyện như ý mới thôi. Bởi vì như ý túc, thường thường mình chúc qua Tết, chúc qua tất cả các cái là cha mẹ, ông bà, bạn bè, là cái chữ như ý là hay hơn hết. Mình dùng chữ nào cũng không bằng chữ như ý hết trơn. Bởi vì như bất động nó không thay đổi. Ý mình muốn như thế nào đạt được như đó. Phải không? Hoặc là ta còn có câu khác nữa là tâm khởi thì tâm mong cầu thì sẽ thành đạt. Tâm mong thì sẽ được thành đấy. Ý nói vậy là cũng không khác gì cái chỗ mà như ý không? Thì cái như ý túc này á, tứ như ý túc tức là bốn pháp thiền định, bắt đầu chúng ta đi vào thiền này, phải không? Khi mà chúng ta quán được thân bất tịnh, thọ thị khổ, phải không? Rồi pháp vô thường vô ngã đó, rồi đi đến năm giới, bắt đầu chúng ta cái này là đi vào thiền từ từ. Tứ nhị ý túc là bốn pháp thiền định, nói cho rõ đó là bốn phương pháp giúp chúng ta thành tựu các tam ma địa. Tam ma địa cái tiếng khác của chữ Sanskrit đó là samadhi, phải không? Còn Việt Nam tiếng Việt chúng ta dịch là gì? Chấn định. Vì thế nên cũng gọi là định pháp. Định pháp có nghĩa là nó không chao đảo, nó chánh định là một chỗ, một như ý như vậy đó, nó không thay đổi, nó không chao đảo bởi bất cứ một cái hoàn cảnh nào hết á. Dù mưa gió bão táp gì nó y như vậy là như vậy, một tảng đá kiên cố, không, như một tảng đá kiên cố, dù bão to gió này nó cũng không giờ lay động, giữa khen và chê, giữa là được và mất, nó có tám cái sự khen chê đó. Gọi là định pháp có nghĩa, có tiếng khác đó là như ý, không, là được như ý mình muốn. Túc là chân, thường thường á, thường nói chữ túc á là cái chân của mình, thì con người của mình á là nó không phải vậy không nghe. Chữ túc này có nhiều nghĩa lắm. Cái bàn có bốn chân thì nó gì? Nó đứng vững. Con người có hai chân thì nó sẽ đứng vững, phải không? Thì ta chỉ cho túc, thì cái túc này nó có nghĩa là đầy đủ, túc đầy đủ nữa chứ không phải là cái chỉ cho cái chân không. Túc có nghĩa là đầy đủ, mà nó cũng có nghĩa là đầy đủ. Chân có nghĩa là nơi nương tựa, tại vì thấy cái bàn nè, cái thân mình nương tựa vào, nương tựa hai cái chân, phải không? Cái bàn nương tựa vào bốn cái chân, phải không? Đó. Thì túc là chân, có nghĩa là nương tựa, mà cũng có nghĩa là đầy đủ. Tứ như ý túc có nghĩa là bốn pháp làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định, phải không? Thần thông được thành tựu như ý muốn của mình, bởi lý do ấy nên cũng gọi là, cũng gọi nó bằng tên tứ thần túc. Thần là thần lực á, phải không? Dạ. Trong luận câu xá quyển thứ 25 có nói, vì sao mà gọi là thần túc? Vì các công đức linh diệu thù thắng đều nương tựa nơi bốn định này mà được thành tựu, phải không? Cái chữ thần túc thì giống như là bữa mà mình nói với nghiên đó, cái gì cũng vậy, do mình luyện nó thần diệu, nó đưa cả những cái phương pháp mầu nhiệm mà chúng ta đạt được, gọi là thần, phải không? Đó, thành ra khi mà mình mong muốn được chỉ mình đó, thì gọi là túc. Túc là đầy đủ như ý. Bốn định ấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Bậc thứ nhất chúng ta học là dục như ý túc. Dục là mong muốn, mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kiền được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Đó gọi là dục như ý túc. Thí dụ như chúng ta ngồi thiền thì chúng ta muốn đạt được cái gì? Đạt được cái sự tỉnh của tâm hồn, đạt được niết bàn an lạc, phải không? Đạt được một cõi vắng lặng của đó là cực lạc niết bàn, không nào khác ngoài hai chữ đó hết. Thì khi chúng ta mong muốn như vậy thì chúng ta phải gạn từ những cái phương pháp trước chúng ta học đó, chúng ta hiểu biết nó, và từ từ chúng ta gạn lọc nó trong mỗi ngày. Mỗi giờ khi chúng ta ngồi xuống, thấy cái gì không tốt là diệt liền trong từ tư tưởng của chúng ta đó. Khi nào chúng ta thành tựu mới thôi, thì cái đó chúng ta đạt được gì? Chánh định thôi, phải không? Đó, thì khi cái đó là chỉ cho chúng ta rèn luyện, mà chúng ta không rèn luyện là do mình, do mình lười biến cái này, lười biến cái kia, đổi thừa cái này cái nọ, phải không? Mà nếu mà chúng ta có học, có nghe thường xuyên thì chúng ta phải chú tâm vào đó,
để nhớ, để ghi nhận đó, thì mình mới biết được. Chứ còn không nhớ ghi nhận, học như xong bây giờ để đó là quên. Về ít nhất phải có thời gian cầm đọc đi đọc lại. Nó không giúp mình bằng cái này, nó cũng giúp mình bằng cái khác. Vì lâu ngày thì nó sẽ thấm, phải không? Lâu ngày thì nó sẽ thấm. Vì ác tập ác giả trưởng ác thi kiến, nếu mà mình tập theo những cái mà buôn tập những cái tư tưởng chi kiến ác á, thì mọi ngày nó sẽ tăng trưởng chi kiến ác. Gần nương bạn lành như đi trong sương mốc, tuy chậm ướt áo nhưng mỗi giờ thấm đượm. Ví dụ như sương mốc, chúng ta đi vào ban đêm, vào giữa khuya, càng khuya nó càng thấm, càng khuya nó càng lạnh, phải không? Đó quý vị chắc từng đi đêm rồi. Đi khuya không? Thoát phải không? Từng đi khuya, đi sớm về khuya, đi làm về cực khổ, mà nhiều đôi lúc đi làm cả đêm, phải không? Có nhiều người đi làm cả đêm. Thì là mùa mình là mùa này là mùa đông, tiết rơi phải không? Ban ngày thì có ánh nắng mặt trời, nó càng ấm ấm, cái càng về khuya nó lạnh, nó càng lạnh phải không? Nhưng nói thí dụ cái này là dụ mùa đông, mình cũng nói ví dụ cho đang nắng trưa hè, nhưng mà trời mà hơi ui trong vào buổi chiều đó, buổi chiều mình đi mình thấy còn hơi nực, nhưng mà đi càng về đêm thì sương nó ướt trên ngọn cỏ phải không? Càng về khuya nữa khoảng 3-4 giờ sáng thì đã thấm lạnh. Thì mình gần bạn lành thầy tốt nó cũng giống như vậy đó, nó càng mỗi giờ nó thấm đượm trong tâm hồn của mình, phải không? Bạn lành cũng vậy, mình có bạn lành mình hạnh phúc lắm. Mình có được một người bạn đời giống như là vợ chồng với nhau, mà người đó chia sẻ với mình trong lúc mà bệnh hoạn ốm đau, trong lúc mà buồn vui, tất cả mọi thứ, thì cái đó là quý vị có phước lắm đó. Bạn lành, bạn tri kỷ của mình đó, phải không? Còn mà mình không may mắn, mình gặp được ông chồng khó tánh, phải không? Cái gì cũng cào nhào, cái gì cũng cằn nhằn hết đó. Thành ra cái đó nó đưa đến gì? Đưa đến cuộc sống gia đình không hạnh phúc mà làm gánh nặng cho vợ, phải không? Còn một người vợ cũng vậy, không có trách nhiệm thì làm gánh nặng cho chồng đó. Thành ra mình tu học cho đến phải làm sao phải đạt được cái đó, gần nương bạn lành đi trong sương mốc, tuy chậm ướt áo nhưng mỗi giờ có đợt. Mình tu cũng vậy, mình muốn đạt được ý muốn của mình là phải thực tập mỗi ngày, chứ không phải ô để từ từ không được. Mình phải quân tập nó, trong lúc mình cưa cây, phải không? Mình đóng sofa, không mình làm cái gì mà mình chuyên chú vào phương pháp thiền, thì quý vị sẽ đạt được cái đó. Quý vị tại sao chỉ cái núi nó nổ tung? Bởi vì họ đã rèn luyện được rồi, núi mới nổ được. Họ không rèn luyện, núi không nổ được. Cái gì cũng do cái sự mà mình kiên tâm trì trí, phải không? Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn dục, còn mong muốn? Nói thật sự ra cái dục này nè, không những cho Phật tử không, mà cả ngay quý thầy quý cô cũng phải đạt được cái này, chứ không nói Phật tử không, phải không? Mình phải mong muốn, mình thật sự là mình giải thoát, mình muốn có sự giác ngộ, mình có đạt được một mục đích đó là cao thượng của cái sự giải thoát tu tập của mình mới hướng dẫn Phật tử được. Còn mình lăn en cái kiểu này lăn en kiểu kia thì Phật tử nó không phục, phải không? Mình phải gì? Phải thông suốt, phải liễu tri lời Phật dạy, chứ không có lăn en. Mình lăn en thì là Phật tử có nhiều người bây giờ trí thức lắm đó. Do đó là không Phật tử mà cả ngay thầy tu cũng phải có cái dục. Dục này không phải là dục của thế gian. Dục của thế gian mong muốn dục lạc, về ngủ dục lạc, phải không? Còn cái dục này là mong muốn đưa đến mình con đường giải thoát, cõi cao thượng nhất của đó là niết bàn tịch tịnh. Trước tiên chúng ta nên nhận định rõ ràng tính chất của sự mong muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi nên diệt trừ, phải không? Thì những cái tham vọng thú tánh này thì ở đời quý vị biết rồi. Thí dụ giữa cái chồng vợ ngoại tình, phải không? Rồi suy nghĩ để đạt được một cái của báo của mình, rồi giết hại người khác, phải không? Rồi là con cái mình không vừa bụng, rồi đánh đập nó. Khi cơn giận mình lên, bây giờ xã hội bây giờ có nhiều người rất là tàn nhẫn. Nhiều khi mẹ chồng già 88 tuổi mà mình đánh không thương tay, phải không? Không thương tay, không thương, không có một chút xíu nào gọi là cái tình thương trong đó, mà thằng chồng đứng kế bên không cản, thì cái này là cái tánh gì? Nó không phải là thua tánh, là tánh gì? Cái lòng từ quý vị không có trong đó. Nó mà mình đánh một người mà quý vị không cảm nhận là người ta đau, thì đó là cái gì? Mình không còn cái trí thức để nhận thức được nữa đó. Thành xã hội bây giờ nó đưa lên quá nhiều,
không? Còn cái bà đó, cái cô đó, thằng bé nhỏ xíu à, mà buộc chân nó lại, buộc cổ nó lại, mà con ruột của mình mà đánh nó tan tành luôn, mà đánh rồi lại đưa lên Facebook. Thì quý vị thấy đó, quý vị muốn cái gì, hay là quý vị không còn được cái là bình tĩnh với một con người, rồi dân mạng đó họ đi tới rồi tìm bắt đưa ra tòa. Tại sao mình tàn nhẫn như vậy, phải không? Thành ra đây là nhìn ta họ chỉ cho mình cái dục, cái tham muốn của mình, cái tìm cầu của mình không thỏa mãn. Khi mà cái điên tiết nó lên đó, mình đánh người ta cho đến chết. Giống như sư cô hay từng kể cho quý vị nghe, đây là một cái nguyên nhân thật. Gia đình quá nghèo, thành ra từ cái nghèo đó đưa đến cho con người mình nó đau khổ chừng tâm hồn. Rồi cái gì mình cũng tiện tặng cái này cái kia. Ông có 10.000 thôi, 10.000 đồng Việt Nam thì quý vị tính bao nhiêu cent của mình ở đây, phải không? Thì một ngày đó, ông định lấy 10.000 đó để đi mua đồ vì gia đình quá nghèo. Nhưng mà ông bỏ túi, ông gớt đâu mất tiêu rồi. Ông cứ nghĩ rằng là 10.000 đồng này là thằng con của ông nó ăn cắp. Mà thằng con nó là nó không ăn cắp nhưng lại không tin. Quý vị nên nhớ đó, con nít đó, nó có những cái tính chất thật lắm. Cái gì thật nó nói thật, mà cái gì không có nó nói không có, mình hãy tin nó. Chứ đừng ép nó vào đường cùng. Vậy mà ông Nghi con mình đó, lấy mà đánh cho đến nỗi mà thằng nhỏ chết luôn. Rồi đem chôn rồi khóc lóc than thở xin tha thứ cho ba. Ba lời đánh con, rồi dân làng ta nghe được, ta đi có báo cáo với công an. Công an ra bắt thì thành ra tù tội, là mang tội sát nhân. Khi mà đánh lên thì mình không còn cái sự mà kiềm chế được cái tâm sân hận của mình, phải không? Muốn đánh cho nó chết thì tức cái cơn tức của mình, thì từ chỗ đó nó đưa đến đầy tội lỗi. Đưa đến đầy tội lỗi, đó là nguyên nhân chính mà đưa cho chúng ta khỏi tội lỗi, đó là tham sân và si. Ba cái này đó mà chúng ta nó diệt trừ hoài mà nó không diệt được, nó len lỏi trong tâm hồn của chúng ta, phải không? Người tu cũng có mà người đời cũng có, nó len lỏi trong đó rồi sai sử mình không điều khiển nó được, không nắm bắt nó được. Ban đầu mình nghĩ cái tinh ranh của mình không ai phát hiện, nhưng đừng có nghĩ như vậy mà nó thiệt thòi cho mình, phải không? Bắt cái gì nó nằm ở trong bụng mình, nó đau đớn, cái bụt nhọt nằm trong bụng của mình, bác sĩ còn lấy đem ra, cái gì đó là ung thư mà, phải không? Còn phải mổ mà đem ra. Thì cái tư tưởng lành mạnh của mình thì là tất cả mọi thứ đều được lành mạnh, thì người bên cạnh mình lành mạnh. Mà tư tưởng mình không lành mạnh thì người khác người ta cũng không lành mạnh, nó thấy hết à. Mình không có che giấu được bằng cái tâm niệm ác của mình. Do đó là chúng ta cố gắng gặp mọi đối tượng trong đó là hoàn cảnh đi làm xa, hay là gặp bạn bè trong cơ quan, cái gì mình cũng cảm thấy nhìn được, mình cố gắng mình nhìn. Có thứ mong muốn hướng thượng trong lành, như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử. Đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích, phải không? Cái này chúng ta nên gì? Nên trân trọng giữ gìn. Nó là một cái gì? Cái gì thiện nó chưa phát sanh, cố gắng làm cho phát sanh. Cái gì đã phát sanh rồi thì nó cố gắng gì? Làm cho nó tăng trưởng. Cái này kết hợp với cái gì? Tư chánh cần. Đó đúng rồi, đó là tư chánh cần, nó kết hợp với tư chánh cần, đúng rồi. Là phương pháp gì? Phương pháp thiện. Người Phật tử mong muốn được thành đạt pháp thiền định mình đang tu để tiến lên chứng các bậc thánh quả. Thứ mong muốn này rất cần cho người tu hành. Nếu không mong muốn thiết tha mãnh liệt thì nó khó mà đạt đến đích giải thoát được. Thật sự là như vậy đó, phải không? Ví dụ như mỗi tuần mà quý vị đến đây học với sư cô, quý vị không quyết tâm lớp mình không hình thành. Phải có sự quyết tâm và tinh tấn trong đó. Nếu mà quý vị giải đãi thì chỉ một hai người thôi. Sư cô có nói với Diệu Huyền, một mình cô chi học sư cô cũng dạy chứ đừng nói. Sư cô không có ngại nề hà gì, chỉ có người cần hiểu giáo lý để vì mình định ơn Phật. Mình mong muốn trên đời này Đức Phật nói chỉ cần độ một người thôi thì mình phước đức vô lượng, chứ đừng nói gì mà độ, mong mình không cầu phải độ cho vô lượng người. Chỉ cần bao nhiêu người đến hiểu giáo lý với mình, thiết tha học hỏi thì đó là cái hạnh phúc của một người hướng dẫn. Để gì? Cái người đệ tử mà đến học pháp đó, họ cảm giác an lạc được thì mình cảm thấy gì? Có cái đền ơn cho Phật. Đó không chỉ đại chúng chúng ta có đầy đủ. Đó này gọi là trên đại chúng rồi. Đại chúng từ 4 người trở lên mà mình được 6 người thì 6 người tuy đã ít nhưng mà vì sao? Nó luôn luôn là điều đặn. Phải không? Mình không cầu gì hết, mà tất cả quý vị mà hiểu được lời nói của sư cô để về thì tham nhập mình tu tập. Rồi quý vị đi qua những cái lớp thiền khác
tu tập những chỗ khác nó cũng có căn bản của quý vị rồi. Thì giống như quý vị ôn lại, nghe tới nó ôn lại, một cái gì nghe đằng kia mà đằng này chưa học, một cái gì trở lại đằng này để học tiếp được, cái quý vị gì nó quân tập, giống như cây nha phải không, quân tập từ từ nó đưa vào điện tử thì từ từ nó nhớ, phải không? À, giống như cô Thủy có nghe rồi, nhiều lần rồi, từ bên những lớp thiền khác qua đây hỏi, thấy không, nhớ liền. Hồi nãy thì cô ngơ ngơ nhưng mà ai giờ đâu gì cô dung dài không, à, nhớ hết. Đó là một cái phương pháp rất là hay, phải không? Cố gắng đừng có chán nản, giống như là cô Lệ Nghiêm mới đến, nhưng mà cố gắng học đi, mình nghe từ từ tự nhiên thâm nhập, mình về nghe pháp rồi nghe từ sư cô cái chỗ này chỗ nọ, ôm đi ôm lại rồi mình biết được nền tảng giáo lý Đức Phật, thì đi vào kinh hay là kinh bộ hay là kinh tụng nó cũng có trong này hết á. Nhưng mà bởi vì sao, mình chỉ đọc qua nói sơ không đi vào chi tiết, cái này mình cũng học kinh, là mình đang học Bát Nhã nè, mà trong Bát Nhã là khổ tập diệt đạo, thì trong cái tới khổ tập diệt đạo đến cái phần pháp số rồi, mình phải học cái pháp số đó để mình nắm được nền tảng giáo lý của Đức Phật. Chứ còn mình bỏ ra qua rồi, cái quý vị nó khổ tập diệt đạo là gì, đạo nó trong đó có bao nhiêu phần, phải không? Mà đạo đế thì nó còn gồm có gì, có 7 phần mà gồm gì, 37 phẩm chợ đạo, chỉ cho bao nhiêu là mình cảm thấy mình đã nắm được giáo lý rồi, chút chút rồi, phải không? Phần trong như thế nào cũng có, nhưng căn bản mình cũng đã được hiểu như vậy đó. Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng người Phật tử phải diệt dục, mà dục nghĩa là diệt tất cả, diệt luôn có sự sống. Thật ra diệt dục ở đây tức là dục vọng, diệt những phần ham muốn xấu xa, đê hèn, làm cho con người bị sa đọa xuống hàng thấp thỏi như loài súc sanh địa ngục, chứ đâu có diệt luôn những chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người, phải không? Như phần trên sư cô đã định nghĩa cho đại chúng, sự mong muốn sau này người Phật tử không bao giờ lãng quên, trái lại họ trút tất cả tâm tư hướng về cái đích của mình đang nhắm tới. Những pháp mình đang tu, người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào thì người tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình cũng mạnh mẽ như thế ấy. Bữa hổm sư cô soạn á, nó có chỗ là cái đích mình đang nhắm tới, thiếu chữ tới, để chúng thêm chữ tới vô để cho nó đầy đủ cái câu á. Để cho nó đầy đủ cái câu để thầy đang nhắm, mà nhắm cái gì, nhắm tới những gì, những cái mục đích mình đang muốn. Có như thế hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình. À, cái đó là dục như ý túc. Thứ hai, tinh tấn như ý túc. Tinh tấn là dũng mãnh chuyên nhất vào pháp thiền định mình đang tu. Phần trên chỉ mới là sự ước muốn. Sự ước muốn dù đạt bao nhiêu hoặc là dù tốt bao nhiêu mà không ra công gắng sức, luôn luôn bền tâm vững chí, nghĩa là thiếu sự tinh tấn vọng mạnh thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông mà thôi, phải không? Do đó chúng ta gì phải lập chí, phải kiên định, phải tinh tấn, phải sắp xếp cái giờ phương tiện như bữa hơi chuẩn bị đó, phải sắp xếp giờ giấc của chúng ta để tu tập. Nếu mà chúng ta không sắp xếp cái giờ bỏ qua, giờ bỏ qua thì cái giải đãi đó, con người mình á, ma ba tự có phát nguyện mà, hàng đệ tử của Đức Phật muốn tu hành đạt được quả giải thoát đừng có hòng, phải không? Lúc nào nó cũng nằm sẵn đó, trong tâm thức của mình chân á, muốn ngồi vậy ngồi thiền thôi gán chút nữa đi, không muốn ngồi vậy đi làm gán chút nữa đi, hoặc là muốn làm một điều gì tốt gán chút đi nằm nướng. Mà cái nằm nướng này nè là cái gì, cái tai hại của vấn đề tu học của người tu. Dù có người hay không có người, mình phải mạnh mẽ tinh tấn chính bản thân mình, phải không? Đúng giờ là phải thức. Để gì? Để cho có giờ giấc tu tập rõ ràng. Mình phải ra thời có điểm tinh tấn chính bản thân mình vậy đó. Đừng nghĩ rằng tôi ở mình không ai biết, nhưng mà có linh tâm mình đó, mình phải biết rõ hơn hết, phải không? Do đó đó, đúng giờ là thức. Đúng giờ là thức để mình tu tập. Mình giải đãi tự nhiên mình hổ thẹn chính linh tâm mình, không cần người ta kiểm tra mình, không cần người ta thấy mình, nhưng mà chính mình thấy mình, cái đó mới quan trọng. Mà mình không thấy mình đó là gì sao? Mình bị ma qua từng ám ảnh rồi, đã thâm nhập vào rồi, mình không còn điều khiển được mình nữa. Đó, do đó quý vị nên nhớ,
đừng nghĩ sư cô ở mình, nghe có ông nào đó ông nói sư cô ở mình á, em có chú mình tỉnh gì đó. Trời ơi, tu hành làm biến, ở ăn thì cứ ngủ không, đi vô đi cho biết tôi ngủ với tâm. Ngày hôm qua thức dậy sáng sớm thức dậy làm quần quật cho đến 9 giờ tối mới xong, đã được 50 mấy hộp mắm thái. Bởi vì sao cũng hết rồi, bán Tết vậy cũng hết rồi, thì mình làm mình cứ bán rai rai, Phật tử vô có thì mình cứ bán để gì mình có cái quỹ cho tinh thất của mình đó. Thành ra cứ mỗi ngày mình có cái giờ giấc của mình, tu học giờ giấc của mình để làm cho lay quay rồi cái tới tối rồi, qua lay quay rồi tới tối thì giờ Tết hết rồi thì mình phải sắp xếp từng ngày để mình làm, để cho mình có, để mình là tiếp tục như vậy đó. Đó là cái thờ khó biểu của mình, phải tinh tấn mới được. Hồi bữa nay không làm mai làm, phải không? Thì gì thì không có để bán, mà bữa nay không tu để mai tu thì không bao giờ thành được cái là quả chánh đẳng chánh giác. Cái lười, cái muốn mà đạt được quả giải thoát giác ngộ thật sự không có lười biếng trong đó, phải không? Muốn mà nói lười biếng mà đạt được quả thật sự đó thì nó không có. Thành ra cái gì cho nên nhớ cái tinh tấn là độ giải đãi, thì nhớ tinh tấn là độ giải đãi trong cái kinh. Sau này có đủ duyên sư cô sẽ dạy quý vị qua làm 20 món tùy phiền não. Trong 20 món tùy phiền não rồi gọi là tu dưỡng tâm đó, tu tâm dưỡng tánh đó. Tại vì 20 món tùy phiền não này, phẫn, mình phải định nghĩa chữ phẫn là như thế nào. Hận, phú, não, tật, sang, cúng, xỉm, hại, kia, vô tàm, vô ý, trọ cử, khôn trầm, bất tính, giải đại, bán loạn, thất niệm, bất chánh tri. Mà 20 món tùy phiền não này gọi là tu tâm dưỡng tánh. Mình đọc hết cái tên thôi, nhưng mà định nghĩa là một quyển sách dày gì chứ không phải là tên từng cho quý vị đâu. Nhưng rồi quý vị sẽ đã tới, tại vì trong này đã có pháp số đó hết á. Thì vì sao? Sẽ dạy hết rộng mở rộng cho quý vị, chứ không phải mình học một bài kinh đó mà chỉ gión gọt bao nhiêu thôi. Không, phải mở rộng cho quý vị hết. Rồi chừng nào quý vị thâm nhập, cứ hiểu chừng nào đó thì cứ hiểu không sao hết á. Mà ôm đi ôm lại học, để gì mình nắm giáo lý. Phẫn là quý vị biết phẫn là gì không? Phẫn nó nhẹ hơn cái hận. Phẫn hận có nghĩa là cái lửa nóng nhưng mà nó nằm ở trên. Nó nằm ở trên, nó than đó nhưng mà nó nằm ở trên thì nó mùi nguội nó mau. Còn cái hận đó là lửa than ngầm nằm mỹ dưới, nó chìm hoài ở trong đó, nó không có tan. Nó thành ra đó, cái mà người cái tánh mà bốc bùng phát lên mạnh mẽ chút xíu rồi ngừng liền thì cái tánh đó nó dễ mình dễ tiếp xúc, mà mình không biết được tâm niệm của họ sao. Còn mà cái hận mà nó giữ trong tâm á, ngày này qua ngày khác nó không buông bỏ được, cái đó mới đáng sợ. Nó thành ra mình học cái đó để mình biết luôn, nó thuộc về trí tuệ mà, tại sao mình không học? Đâu có gì phải không? Mình học để mình mở mang trí tuệ của mình cảm nhận được cuộc đời qua trí tuệ. Nếu mình thiếu trí tuệ cuộc đời nó không đi sâu vào được đâu, mình đau khổ hoài à. Mà có trí tuệ là gì? Là bát nhã. Còn bát nhã là gì? Qua bờ bên kia. Chào có tay đi chứ. Quý vị phải như vậy mới được. Sự ước muốn dù tốt đẹp bao nhiêu mà không ra công gắng sức luôn luôn bền tâm vững chí. Nghĩa là thiếu sự tinh tấn vọng mạnh thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng tinh tấn không phải chỉ là sự hăng hái bồng bột trong chốc lát, như sự ồ ạt bốc cháy của ngọn lửa rơm, cái đó là phẫn đó. Tinh tấn là nghị lực tu tập mạnh mẽ thường hằng không bao giờ gián đoạn. Đó, mà cả việc tinh tấn phát triển những điều thiện đã phát xong đó. Thành ra điều thiện là gì? Thì là cái sự tu tập của chúng ta đó. Học cái này nè là mình có cái căn bản rồi đó, thì giáo lý tứ đề, cái giáo lý mà 37 phẩm chơi đạo của Đức Phật nó ngầm rồi đó, trong từng câu ở trong này hết, phải không? Mình nhận chân cho nó ra được liền đó. Trong kinh Di Giáo Đức Phật có dạy: như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa nhưng khó có thể được. Có phải không? Hồi xưa đó, hai ông bà chúng ta đó, thời xưa mà chúng ta bắt đầu mà thời mà cổ đại thời xưa đâu có lửa, phải cọ cây lấy lửa chứ đâu có được làm như bây giờ. Mà cọ cây lấy lửa là chỉ cho gì? Chỉ chúng ta tu tập thiền định đó, chúng ta phải hâm nóng mỗi ngày,
phải thực tập mỗi ngày, phải tinh tấn bằng cho bằng được. Chứ còn đang hơi ấm cái chúng ta buông, cái tự nhiên tâm chúng ta trở lại như bình thường. Do đó đó, khi quý vị mà có thời gian tu tập được 1 tháng hay là 10 ngày trong khóa thiền Vipassana thì về gọi là quý vị phải tiếp tục hàng ngày. Thì cái đó như hâm nóng nó cọ cây, cọ càng nhiều thì cái cây nó càng nóng thì lửa nó phát sanh. Thì mình tu tập thực tập nhiều thì trí tuệ nó phát sanh. Cái lửa đó chỉ cho đường trí tuệ, chứ không phải là cái lửa của phiền não, lửa đó là đường trí tuệ. Đó, mình tu tập nhiều và tự nhiên là nó đạt được cái mục đích mình mong muốn. Nó gọi là gì? Như ý túc mà. Vậy muốn chứng được đạo quả phải thường tinh tấn đầy đủ như ý của mình ước nguyện. Thứ ba là nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào một vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Một con sông lớn nếu bị chia nhiều ngành, tất nhiên ngành là nhiều con sông đó, thì tất nhiên sẽ chảy cái sức chảy của nó bị yếu đi. Trái lại một dòng suối nhỏ nếu chạy thẳng một con đường thì cũng đủ sức sôi thùng đá, phải không? Nó cứ một con đường mà nó thẳng xuống hoài. Thì thường thường quý vị đi núi đó, ở đây có ai đi lội núi mà núi ở miền Tây mình chưa? Lên trên núi nó thường á, tự nhiên trên đỉnh núi nó có cái dòng suối, cái dòng suối trên trời nó nước ở đâu mà từ ở dưới lòng núi nó đi lên, cái nó chảy xuống dưới cái chân núi mà xa cao lắm. Cái nước nó rất là ngọt và rất là ngon, nhưng quý vị thấy á, chỉ có một đường một thôi, thành ra đá ở đó nó bằng thiếng mà nó sạch chứ, nước trong mà nó sạch mà nó mòn luôn cái đá, chứ không phải là nó mòn quá từ trên dài xuống dưới nó chảy lâu. Thì á, thí dụ như cái chỗ nào mà nó chảy một giọt, thí dụ nhà chúng ta là trời mưa xuống nè, nó dầm một giọt thì chỗ đó đất nó thủng xuống càng thủng sâu xuống. Thì á, quý vị thấy thì tâm chúng ta chuyên nhất định, khi mà chúng ta vào định á, quý vị học đây thì mình không có cần phải chỉ lên lúc mình ngồi thiền. Khi tập trung vào tư tưởng á, thí dụ giờ đang dòng nồi, cách ngồi thiền của chúng ta đó, cái hai hàm răng chúng ta đừng có cắn chặt lại, làm cho cái hàm chúng ta nó mỏi lắm, phải không? Cái lưỡi chúng ta đưa lên cái nắp họng của chúng ta để cho nó nhẹ nhàng, hai hàm răng chỉ hơi chạm vào nhau thôi, để cái điều tiết cái chất nước miếng của chúng ta nó không tràn, mà nó làm cho chúng ta có cái sự sức chịu định á, nó tập trung tư tưởng vào chỗ đó. Nếu là ví dụ như tưởng tượng chúng ta đang tán loạn thì chúng ta có thể là tập trung vào cái sống mũi hoặc là cái lưỡi của chúng ta trên nó họng, thì kéo tư tưởng chúng ta trở lại tập trung vào một chỗ không cho tán loạn. Còn nếu chúng ta tán loạn, chúng ta phải lấy một cái đề pháp để chúng ta quán tưởng gì, pháp tứ niệm xứ. Một là quán thân bất tịnh, 36 thứ là bất tịnh nó tràn chảy ra sau khi chết. Và con người chứ thì chết rồi từ sinh lên, quý vị đã học rồi phải không? Mình quán tưởng về cái thân của người chết, hoặc là quán thọ, cái cảm thọ của chúng ta khi mà chúng ta bị tán loạn, tập trung tư tưởng về, chuyên chú vào một cái đề để mình tu tập. Thọ thì khổ, mình cảm nhận đi, trong cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn cái gì khổ làm cho mình khổ nhất, mình quán chiếu nó xuống một dòng tư tưởng xuyên suốt. Nó không phải là loạn đâu nha, mà cái đó dùng một cái phương pháp để giúp cho cái tư tưởng mình chạy trong mà mình không biết, rồi mình mới cảm nhận đấy, mình chán cái gì mà đưa đến mình vui buồn nhất, vui nhất, buồn nhất, đau khổ nhất, phải không? Thì từ chỗ đó chúng ta cảm thấy đó, nó đến rồi nó đi, có đau khổ rồi nó cũng đi thôi. Mà cái tịch tỉnh an lạc nhất nó nằm trong tâm chúng ta. Cái mà phiền não tham sân si nó là khách, phải không? Nó là khách trần, nó không phải là chủ mình. Cái an lạc vĩnh hằng, cái niết bàn tối thượng, đó là chủ nhân của mình. Thành ra nó có đến nó đi, sóng gió, nhưng mà biển thì sóng mênh mông, nhưng mà ở dưới tầm sóng của biển thì nó vẫn yên tĩnh, nó không chao động. Thì chúng ta phải tập trung tư tưởng chúng ta giống như vậy đó. Trong bốn cái pháp thân thọ tâm pháp này là bốn đề mục đệ để chúng ta mà tu tập, chứ không phải là chúng ta ngọn lần quán hết bốn đề mục này, một đề trong bốn đề thôi đó chúng ta phải quán. Ví dụ như quán pháp vô ngã, thì tại sao là gọi là quán pháp vô ngã? Mình thấy cái gì nó cũng thật, phải không? Thì là chúng ta quán đi. Bây giờ dịch bệnh người chết nó vô ngã không, vô thường không? Nó rồi khi mà có thiên tai đến vô ngã không, vô thường không? Mình lấy cái đề đó mình quán, mình chỉ tự nhiên trí tuệ mình mở, mình cảm nhận được cuộc đời. Thành ra khi mà mình gặp cảnh mình không đau khổ, mình biết nó để mình dừng, mình không đau khổ với nó. Mình biết rằng con người mình là sanh lão bệnh tử, nó là một chân lý, có rồi không đó là một chân lý, phải không?
Thành ra trước khi mình đối mặt với cái chết mình không sợ hãi, thì cái đó mình mới đạt được cái mục đích cao thượng của mình, đó là giải thoát định. Phải không? Nó giải thoát mình không nắm bắt nó nữa, mà mình quyết tâm trì chỉ để cố gắng có đời sau mình tiếp tục tu nữa, để mình nuôi cái thiện lành đó, cái tâm thiện của mình đó, gọi là pháp thiện, pháp lành, để cho đời sau chúng ta tiếp tục chúng ta tu. Hay không mà thấy ngó lên gì cho chẳng một tay đi. Sư cô thích đó, mỗi lần giảng cái gì đó, tự nhiên trong tâm sư cô lưu xuất nhiều có tư tưởng lắm, mà nói nhiều thì sợ đại chúng nổi, phải không? Chứ tự nhiên nó có nhiều cái đề tài để đưa ra cho mình, phải không? Nó mở ra, thành ra sư cô thích dạy như vậy nè. Tại vì cái đó là ao ước mình lúc mình bắt đầu mới tu, mới đến trường. Đó là cái mong muốn của sư cô. Mình học ra để làm gì? Mình ngọc ra cái chí nguyện của mình là hoằng pháp vi gia dụ lợi sanh như bổn hoài. Hoằng pháp là sự nghiệp diệt của mình, lợi sanh là bổn hoài, là sự nghiệp của mình, là cái bổn hoài của mình mong muốn để mình làm những việc thiện, hướng dẫn người ta tu tập, chứ không phải gù gù cứ nấu làm đồ bán từ sáng tới chiều. Không có, mình phải cho tăng ni để tu tập, chứ không phải bắt tăng ni đi về rồi làm đồ bán cho mình để kinh doanh lấy tiền nhiều để làm gì, chết cũng bỏ lại hết thôi đó. Mà mình đó là mình một cái khía cạnh cái gì, tham danh, phải không? Mình muốn có tiền của nhiều để gì, mình cai trị thiên hạ, mình có tiếng tâm với người ta, rồi mình tăng ni không cho học, thì cái đó nó thật sự là đau buồn lắm. Thật ra Đức Phật dạy đó, đi đến một chùa nào mà cho ăn đồ ngon thiệt ngon, đắp chăn thật là kính, phải không? Có máy lạnh, có sưởi quà, đủ thứ mà không cho học, bỏ đi, không cần ở. Chỗ nào ăn cực khổ cho tu học đàng hoàng, đuổi vẫn không đi. Không cho chạm tay. Thành ra đó, quý sư bà đó, hồi đó sư cô ở với quý sư bà, nó truyền cho sư cô một cái gì, một cái tâm ấn mà sư cô thâm nhập từ quý sư bà. Tới cái giờ 1 giờ ngày chủ nhật là học lực, là 1 giờ rưỡi đó, chuông thức chúng á, cản thức là cái giờ học, là ở dưới này cái cô mà thị giả đó là phải trước thức trước, là 1:15 đã thức rồi, chuẩn bị lớp, chuẩn bị thân bàn nè. Cái người thị giả nó quan trọng lắm, tại vì chuẩn bị đủ cho sư bà ra, chuẩn bị là bông nè, bình bông, microphone nè ha, rồi thân bàn đó hết rồi, thăm cho sư bà để cái bên để lau mặt, thấy không? Rồi bắt đầu mới thức chúng ben 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 ben, chúng thức dùm dưới này lắc can 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 lắc, rồi đó lắc thứ nhất để báo rằng lớp học sẵn sàng, thấy không? Lắc chuông thứ hai là sau 15 giờ, là 1:45 lắc chuông thứ hai, là lắc hai chuông liên tiếp, là tất cả như chúng phải có trong mồi trong trong cái lớp sẵn sàng ở đó. Khi lớp sẵn sàng ở đó hết rồi, khi sư bà bước ra lắc chuông thứ hai là sư bà chuẩn bị bước ra rồi. Sư bà bước ra đi vào lớp mà còn một cái cô nào mà còn lang thang ở ngoài cái ngoài phòng học đó, bắt quỳ tại chỗ đó cho làm gương cho những người sau. Như vậy đó mới là thiền môn. Như vậy đó mới là thiền môn. Thành ra sư thích lắm. Giờ thức chúng là sư cô lật đặt ngồi vậy, mà ở chùa đó nghe đâu đó nó rõ ràng ở đó. Mình không có trách nhiệm, chứ biết mình có lo gì chứ, chỉ lo học thôi, chỉ đi giờ tụng kinh, đi tụng kinh cho đều. Giờ học là gì, học cho đều. Quý sư bà thương mình cực kỳ. Cái tinh tấn của mình đó, đừng có giải đại, quý sư bà ghét lắm. Đánh nữa là đánh trước mặt mọi người luôn á, chứ quý sư bà không nhường cái đó đâu. Còn ở bên này á, thì mình phương tiện Phật tử đến chùa, mình hơi lời nặng một chút xíu hay là không nặng, mình nói hơi nghênh làm chút xíu là giận bỏ mình. Nhưng ở Việt Nam không có kiểu này đâu. Quý sư bà trong thiền môn có cái kiểu này đâu. Không cần, bất cần, phải không? Tại vì Việt Nam mình, đất nước của mình là Phật giáo nó mạnh nhất, phải không? Do đó Phật tử cũng thường hành, mà Phật tử nó không chen chúc với tăng ni. Thành ra đâu rõ ràng đó, tăng ở tăng theo tăng, ni ở theo ni, không? Còn cái vấn đề mà nó có những nó rồi mọt này nọ đó, thì đó do họ làm sai đó. Chứ còn đâu đối với được rõ ràng. Do đó thì là phải tinh tấn như vậy mới được, phải tu tập mà đưa mình vào một cái hướng có nề đi. Do đó sư cô thích cái đó. Người tu hành tâm được chuyên nhất, không bị tán loạn thì muôn sự đều thành. Phải không? Nó cái này là giống như cái giới, phải không? Nó phòng hộ cho chúng ta hết rồi. Khi chúng tâm chúng ta chuyên nhất này là một cái giới thuộc trời giới. Bởi vì giới là gì? Là phòng hộ. Giới là phòng hộ cho chúng ta. Nó giống như mà khi tối chúng ta vô ngủ là có cái mụn, phải không?
thì chúng ta vô một cái phòng, cái gì để ngăn chặn chúng ta, bảo hộ chúng ta, giới gọi là phòng hộ, bảo hộ đó. Đức Phật có dạy như người chứa nước khéo giữ bờ đê, như người tu hành giữ nước trí tuệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định chớ có tán, tán động là tức có tán loạn đó. Thành ra mình tu học đó, mình phải nhất tâm chuyên trì, cái gì là nói đến giờ học là phải học, mà tới giờ tu là phải tu, chứ không có giải đãi. Cái này chính nhất tâm đó, đó mình phải kiên trì nó vào một điểm tu tập. Dù như cô Thủy chuyên tu thiền phải không, thì nghe đến cái giờ tu thiền hay là chỗ nào cô Thủy phát tâm đi tu, cái nề nếp đó nó theo cái đó rồi, phải không? Mình có cái năng lượng tu đó, thành ra cái năng lượng của mình, cái tư trường mình trải ra cho người khác. Họ người khác đến với mình đó, họ cảm thấy gì gần gũi với mình hơn, dễ gần hơn, mà thích thú với mình hơn. Nếu mà từ trường mình càng mở rộng ra thì trong cái từ trường nó rất có từ bi trong đó, có rộng lượng khoan dung nó chan chứa trong đó. Đó, thành ra cố gắng làm sao mình tu tập mình đạt được cái đó. Cái thứ tư là quán như ý túc. Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát pháp mình đang tu. Pháp trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí, và tịnh cho nên có thể như thật, thông đạt, thật nghĩa. Thật nghĩa đó là gì? Là chân lý của các pháp. Các pháp này là các pháp là vũ trụ. Mà các pháp vũ trụ này nó thuộc về là gì? Tứ niệm xứ. Hiểu không? Vũ trụ đó, vũ trụ là thuộc về bản thể, mà trong cơ thể của con người chúng ta cũng là vũ trụ. Phải không? Thân thọ tâm pháp là vũ trụ đó. Đó. Thành ra thuộc tứ niệm xứ. Thành ra khi chúng ta quan sát đó, thế này nè, quán trí tuệ ấy là do định mà phát sanh. Mà cái gì mà sanh ra định? Chúng ta tu tập cái gì sanh ra định? Trí tuệ. Tu tập cái gì? Nó mạnh cái chứ đúng cái. Giới. Rồi cho chàng có tay đi. Bởi vì sao? Có giới đó. Đó là ngăn chặn tất cả thiện pháp, cái pháp bất thiện, phải không? Thì nó tăng trưởng pháp thiện thì mới đưa vào chúng ta định được, phải không? Thế giống như một ngọn đèn mà chúng ta để ngoài gió thì ngọn đèn nó sẽ tắt, hoặc là nó ngã qua, nó ngã lại, nó đảo tới đảo lui, nó không mạnh, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta để vào một cái phòng kính, nó được bốn phía ngăn lại, là bốn phía là giới bảo hộ, thì cái ngọn đèn nó càng nó đứng thẳng, nó sáng, nó đưa cao lên, thì tự nhiên cái phòng nó tỏa sáng hết toàn bộ, phải không? Thì đó là gì? Khi mà chúng ta có giới rồi thì chẳng có định. Mà có định gọi là gì? Là tuệ nó sẽ phát sanh. Định á là giữ ngọn đèn cho nó đứng. Mà khi ngọn đèn nó đứng rồi thì là nó sẽ tỏa sáng, thì căn phòng nó sẽ sáng hết, phải không? Thì tuệ nó sẽ phát sanh. Tu tập cái gì đi nữa cũng không ngoài giới. Có giới mới đưa được định, mà có định mới có sanh trí tuệ. Mà chúng ta bỏ giới thì không bao giờ đạt được định được. Quý vị nên nhớ cái này nè, cái giới nó căn bản mạnh lắm. Đó, giờ có giới thì mới đạt định, mà định mới có trí tuệ được. Ba là cái mấu chốt ba chân. Thiếu một chân không đứng vững. Đấy, dùng cái cà gàn vậy đó ha. Thì thiếu một chân không thể đứng vững được. Xin hỏi xin câu, cái vũ trụ có nghĩa là đất nước gió lửa luôn? Dạ đúng rồi, vũ trụ thuộc về đất nước gió lửa. Nó thuộc về cơ thể chúng ta cũng là một vũ trụ. Cái cây này cũng là một vũ trụ nhỏ. Một lá cây cũng là một vũ trụ. Trong kinh á là Quan Nghiêm nói chỉ một sợi lông thôi là chứa đầy vũ trụ trong đó. Ban đầu quý vị học quý vị mơ màng không hiểu, nhưng khi quý vị hiểu được việc thất đại, tứ đại thì quý vị hiểu được cái sợi tóc chúng ta là một vũ trụ, phải không? Nó chứa muôn ngàn vũ trụ trong đó, mà chúng ta nhìn dùng cái trí tuệ bát nhã chúng ta nhìn nó quán chiếu, chúng ta nhận được ra nó hết. Chứ ban đầu chúng ta không hiểu, nói không biết là có tại sao là như vậy, phải không? Mà khi mình học hiểu rồi đó, mình cảm thấy đó là cái gì, trí tuệ được bừng mở, phải không? Bừng mở mình hiểu được cái vũ trụ của nó. Sở dĩ dục tinh tấn nhất tâm và quán được gọi là như ý túc, vì chúng là những thứ để cho tất cả công đức lành thần lực nương vào đó mà phát sanh, hợp như ý muốn của hành giả. Bốn pháp này như bốn nấc thang kế tiếp theo nhau để đưa hành giả từ cái nhân hữu lậu mê mờ đến cái nhân vô lậu giải thoát. Trước hết do tâm hằng mong muốn, hằng là thường đó, chúng tâm thường mong muốn là đó là gì, là dục. Cho nên sự tu tập càng dũng mãnh, cái dũng mãnh nó thuộc về tinh tấn, thì nhờ sự tu tập dũng mãnh nên phiền não được tiêu tan, loạn động được hết. Mình có thể tán động thuộc về để gì, loạn động được hết, loạn động nó tan hết. Do đó tâm được chuyên nhất, nhờ tâm chuyên nhất nên quán được thanh tịnh,
mãnh lợi là khi mà được thân tịnh rồi, mãnh lợi này là một cái nó giống như là nó sắc bén á, trí tuệ nó sắc bén á, định tâm quán và có lực phá tan cội gốc vô minh. Khi mà cái trí tuệ chúng ta sắc bén nó giống như là một cái gươm chặt đứt phiền não, phải không? Chỉ có cái gươm này, gươm trí tuệ mới chặt đứt hết tất cả những phiền não, mà không có gươm nào chặt đứt bằng gươm trí tuệ á, phải không? Do đó khi vô minh hết thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hằng xa trí đức phát hiện. Cái trí đức này là thuộc về trí đức của đất, của một trong cái ba trí đức của Bát Nhã mà Đức Phật có, mà chúng ta cũng có, chúng ta học ngay từ đầu trí đức, động đức và Bát Nhã đức đó. Bát Nhã đức thuộc về trí đức đó, trí đức, động đức và giải thoát đức, mà chúng ta gọi là trí đức cũng có thể là Bát Nhã đức. Là trí thuộc về trí tuệ, thuộc về Bát Nhã. Thì chúng ta lúc mà mới đầu tiên học đó, ta có cái này. Người tu hành khi trí tuệ và công đức viên mãn, tức khắc đầy đủ vô biên thần dụng trong sự hiện thân, hiện độ để cứu khổ chúng sanh, chứ đâu có phải chỉ khi chứng được luật thông mới tự tại. Do đó, cái luật thông trong tất cả các thông này nè, một trong sáu thần thông, đối với chúng ta người phàm phu, chúng ta chỉ đạt được một cái thần thông thì những thần thông khác chúng ta mở được hết. Chứ không phải là khi sáu cái thần thông chúng ta đạt được chúng ta mới hoằng pháp độ sanh được. Chỉ một thông thôi, ví dụ như giờ cái thông thiền định của chúng ta mà thông trí tuệ chúng ta thông, thì chúng ta nhìn các pháp là giả, chúng ta không tham, thì từ cái không tham đó nó mở hết tất cả những đất, cái nút thắt đó là khác bó buộc chúng ta tháo được hết. Thì bài học đến đây là tạm ngưng, để chúng ta có ai có câu hỏi gì hỏi, chúng ta cần phải suy nghĩ có những câu hỏi để gì, để sư cô có để đáp ứng cho quý vị, để quý vị mình càng hiểu thêm. Mình học mấy cái này có phải là mình đang học về Vipassana không sư cô? Thì đó là một trong Vipassana đó. Vipassana là đứng đầu. Vipassana thuộc về tứ niệm tư, tứ niệm xứ thôi. Nhưng mà cái thiền Vipassana nó tổng, thì Vipassana thuộc về chỉ tứ niệm xứ thôi. Phải không? Nó không phải gồm luôn 37 phần chợ đạo. Nhưng mà cái này nó gồm luôn trong Vipassana. Có nghĩa là 7 phần này nó không thiếu một phần nào trong Vipassana. Hiểu không? Một có 7 phần, 7 phần có một. Vipassana thì chỉ có tứ niệm xứ thôi. Tứ niệm xứ thôi, thì Vipassana chỉ có tứ niệm xứ. Nhưng khi chúng ta vào thiền rồi chúng ta tu thiền Vipassana. Hiểu không? Khi chúng ta nè tu vào thiền nè, chúng ta phải dùng một trong những phương pháp đó để chúng ta quán chiếu về cõi đời. Thay vì chúng ta ngồi, quý vị kêu là để tâm thật cho yên tĩnh, lắng lặng, mà tâm chúng ta bị dao động thì lắng lặng, mà chúng ta tâm chúng ta bị cột vào một chỗ đó thì trí tuệ không phát sanh. Chúng ta phải dùng một phương pháp quán để gì, để chúng ta thâm nhập được cõi đời, phải không? Thâm nhập được từng cái phương pháp tu tập của chúng ta. Ví dụ như giờ chúng ta quán Vipassana. Vipassana là phương pháp để chúng ta quán chiếu, khi đã vào thiền được định đó, chúng ta dùng cái đó mới trong bước tu qua thiền. Hiểu không? Nó là cái cửa để vào, mà khi chúng ta vào rồi chúng ta cũng phải dùng lại được nó, chứ không phải chúng ta bỏ nó. Vì nó là cái phương pháp đầu tiên để chúng ta học hiểu, hiểu xong chúng ta mới đi vào thiền với tu định. Tu định rồi bắt đầu chúng ta mới quán nó, mới đạt được định. Hiểu không? Đó, thành ra Vipassana là một trong 7 pháp này. Mà 7 pháp này không ngoài Vipassana. Dạ. Nhưng mà thí dụ như có nhiều chỗ người, khi mà mình học cái này mình bắt buộc phải tu thiền theo Vipassana hả sư cô, hay là mình có thể thiền theo kiểu thiền nào cũng được hết nếu mình có, chứ không phải nhất thiết là mình thiền Vipassana không. Mà trong Vipassana, trong cõi đời vũ trụ này, chúng ta thiền cái gì khác ngoài Vipassana? Chúng ta dùng ví dụ giờ trong vấn đề mình ý cô Chi nói cái thiền nào ngoài Vipassana, cô Chi có thể nói cho sư cô hiểu. Tại vì con không có đi thiền Vipassana nên con không biết. Nhưng mà thí dụ như có một cái thầy nào đó dạy thiền kiểu này, thầy kia dạy thiền kiểu kia, mà con không biết cái đó là có là Vipassana hay không. Dù với thầy dạy bằng cách nào không ngoài Vipassana. Bởi vì sao? Cũng có phải phương pháp quán trong đó. Quán thường thiền là có là thiền quán cho thiền chỉ. Phải không? Thiền quán nó dùng Vipassana để quán. Thiền chỉ về mình dùng cái tứ nghĩa thức này là niết tâm này, là định, định dứt, phải dứt trần. Phải không? Nếu mà chúng ta đó quán chúng ta hiểu rồi chúng ta phải dừng chứ. Phải không? Để dứt trừ cái đó đi. Còn chúng ta không hiểu chúng ta quán cái gì?
mà quý thầy dạy cái phương pháp khác. Thí dụ bây giờ á, hồi lúc mà sinh cô học đại học á, thì có một thầy ở bên Miến Điện đi về dạy cho sư cô thiền, cho lớp ngồi thiền, tới giờ ngồi thiền mình vẫn có cái hàng tuần vẫn có một giờ ngồi thiền. Thì thầy quán chúng ta quán một cái cục đất, quán tứ đại, nó thuộc về quán đất. Một cục đất thật là lớn, chúng ta quán từ cục đất thật là lớn, xong từ từ nó nhỏ nhỏ tới không còn, tới như trần không còn gì hết. Cái đất cũng giống như là quán cái bát sa na thôi, có gì khác đâu. Dù dùng cái phương pháp nào khác đi nữa, nếu có quán đất cũng là quán cái bát sa na. Thay vì mình dùng thân thọ tâm pháp, thì cái phương pháp dùng cái phương pháp mà quán cái cục đất từ lớn cho ngay cái nhỏ tới thành không, thì nó thuộc về pháp rồi, pháp vô ngã, hiểu không? Đó, rồi thành ra là nó cũng không ngoài. Thành ra cái phương pháp tứ niệm xứ là cái chính để chúng ta quán tổng thể. Đó, nếu nói rõ là gì, còn quý thầy có thể là đi ra phương pháp này, phương pháp kia, nó cũng không ngoài cái này. Dùng bao nhiêu cũng không ngoài cái này, phải không? Thì cứ điều vô vào kim cang định, vô vào kim cang định là những bậc Bồ Tát, A-la-hán, quý vị đã có đạt được rồi, thì quý vị cũng phải bỏ cái này đi. Đã đạt được nó rồi, quý vị bỏ mới vào được cái kim cang định, hoặc là cái định cao hơn. À, cái gì đó trong cái phần mà tu tập cao thượng của Đức Phật, ví dụ như là phần chánh định, để chánh định thì cũng phải có phần vipassana này để mình quán nó, phải không? Ở trong cái đó vipassana gồm cái gì, nếu mình mở rộng ra nữa thì cũng có khổ khổ, hành khổ, bảy khổ trong đó, có bát khổ trong đó, mình muốn đạt được cái kết quả gì cao mà trí tuệ mình đạt được, dù phương pháp nào quý thầy dạy thiền, phải không? Ví dụ giờ á, hòa thượng sư ông Làm Mai dạy là thiền quán hơi thở, quán sâu tức nó cũng quán, phải không? Quán sâu tức, quán thở, hơi thở. Một quán sâu tức là gì? Dùng phương pháp quán sâu tức là gì đó kêu là ambana bana ambana anabana, cái tiếng Bali á, phải không? Thì cái tiếng Việt của mình gọi là quán sâu tức. Mà quán sâu tức là gì? Là nếm hơi thở, nó cũng thuộc về vipassana, nó cũng thuộc về quán, phải không? Hơi thở ra, chúng ta thở ra, hơi thở vào, chúng ta thở vào. Hơi thở ra chúng ta biết, chúng ta thở ra, hơi thở vào, chúng ta biết chúng ta thở vào. Thì đó thuộc về gì? Giữ cho tâm chúng ta định chánh niệm. Biết là gì? Biết là thuộc về trí tuệ. Nó thuộc về giữ cho tâm chúng ta không tán loạn, chánh định, phải không? Có cái trí tuệ ở đó. Biết để nhận biết chúng ta đang thở ra thở vào, nó không loạn bên đây, không loạn bên kia. Thì nó cũng về thuộc về gì? Phương pháp quán, thuộc tứ niệm xứ. Trong này chúng ta cũng có thân thọ tâm ca tâm pháp, quán thân không quán thân thì mình quán về hơi thở, phải không? Quán hơi thở, quán về là từ quán sổ tức đó, thì cái gì nó cũng được đưa vào đó. Thì phương pháp thiền nói rất nhiều, nhưng mà sự thật ra thì nó không ngoài ba cái này đó. Giáo lý của Đức Phật nó mênh mông, thuộc về người thì chi nhánh này, người chi nhánh khác, nhưng mà gồm chung tụ chung là nó gom lại bằng trí tuệ của mình hiểu thì nó cũng chung là như vậy thôi, nó không ngoài, phải không? Đó. Thành ra là chúng ta học tứ nhĩ túc này là bắt đầu đưa vào định để mình nhận khuyên hành giả là phải cái gì mình làm, cái gì không, phải không? Mình muốn tu là mình có một cái sự tinh tấn của nó, không có khối chuyện. Thì là nói về tứ chánh cần, nó cũng giống như là cái này, nhưng mà cái này đưa vào định bắt chúng ta phải nhất sắp xếp giờ giấc cho chúng ta tu tập, không gián đoạn, phải không? Nói như vậy đó. Để chúng ai có câu hỏi nào nữa không? Để chúng cố gắng đi, mình học tới học lui rồi mình thâm nhập hết à. Rồi có đủ tới là quán sổ tức thì là sư cô sẽ chỉ về quán sổ tức. Thì để cho quý vị hiểu được cái phương pháp quán sổ tức, học hết cái này đi, khi mình học qua Bát Nhã mà có liên hệ tới quán sổ tức thì sư cô sẽ soạn quán sổ tức là hướng dẫn cho quý vị về phương pháp quán sổ tức. Quán sổ tức cũng là nằm trong cái 37 phẩm trợ đạo. Không, nó nằm riêng, nó về một phương pháp riêng. Nhưng mà nếu về pháp quán thì nó cũng không ngoài, không khác, hiểu không? Nhưng mà nó một cái tên khác. Thì mình quán hơi thở ra vào của mình. Quán sổ tức, sổ là gì? Sổ là điếm á. Điếm á, tức là hơi thở. Tức có gì hơi thở. Tức là hơi thở. Tức có là tiếng Tàu, ha. Tức là thuộc về hơi thở. Sổ là điếm, số, sổ là điếm. Quán là quán tưởng, cái hơi thở mình ra vào. Thở ra mình biết mình thở ra, hít vào mình biết mình hít vào. Tôi đang ngồi thiền biết tôi đang ngồi thiền, tôi đang cơm biết tôi đang kim. Ý nói gì? Mình phải chánh niệm. Mình không tạp loạn. Mình nói gì để gì mình giữ cái tâm mình lại không đi đâu. Nó phân pháp nói gì thôi, nó không có gì cao xa. Nó nhiều khi quý vị vô tập quý vị thấy nó cao xa là
nói thành ra sư cô ngại không có nói tới nó luôn, tại vì quý vị đã biết rồi. Hít thở vào, chúng ta biết chúng ta thở vào. Thở ra, chúng ta biết chúng ta thở ra. Phải không? Cứ như vậy hoài thì quý vị đã biết rồi. Phải không? Thành ra không cần phải nhắc. Nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không chú trọng vào đó, mà tâm chúng ta đưa vào cái khoảng yên tĩnh, lãng mạn thật sự, cái khi mà chúng ta ngồi thiền làm sao cơ thể chúng ta hòa nhập, nó bình thường, nó nhẹ, nó không có nặng từ hai cái chân, không nặng từ hai cái vai với thân mình của chúng ta, thì đó chúng ta ngồi thiền nó đạt được một cái mức ngồi thiền nó tương đối là ổn cho thân chúng ta rồi đó. Chúng ta ngồi mà chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó không nặng, nó không đau, không có gì hết, thì chúng ta có phần luyện tập tốt rồi đó. Cái gì cũng do phần luyện tập. Ban đầu chúng ta ngồi thì cứng chân, phải không? Rồi mỏi cái lưng, rồi gồng cái vai, phải không? Rồi cái lưỡi, cái cổ này nọ đủ thứ. Mà khi chúng ta ngồi, chúng ta điều khiển được từ thân tứ đại của chúng ta, thì từ từ nó quen. Mà khi chúng ta ngồi rồi chúng ta hòa nhập, tại sao Đức Phật ngồi thiền được lâu? Là bởi vì đó, Đức Phật muốn ngồi thiền là muốn để cái tư tưởng, dòng tư tưởng của Đức Phật không bị gián đoạn. Nói thật, khi sư cô tối, sư cô ngồi, sư cô niệm Phật, thì lại sao? Sư cô muốn ngồi dài, nhưng mà bởi vì mình thời đại không có tiền, do đó là phải chụm củi. Đang ngồi yên tĩnh có phải gì củi hết, phải là chụm. Nói thật á, không muốn đâu, nhưng mà vì sao? Mình cũng phải cái tư tưởng mà trong cái thời gian ngồi thiền của mình để bị gián đoạn đi. Do đó Đức Phật tại sao là muốn nhập định, nhập sâu vào vào. Đức Phật không muốn cho tư tưởng của Đức Phật bị chao đập bởi bất cứ một cái gì hết. Nó không gián đoạn bất cứ gì hết. Ngồi trong suốt 7 tuần lễ để gì? Quán sát vũ trụ, sao mai nửa đêm vừa mọc tuệ giác bừng nở, phải không? Thì tự nhiên á, một mùa đông lạnh lẽo mà hoa nở khắp nơi, cái đó nó mới đạt được. Sư cô á, là đọc được, coi được mà Buddha lúc mà ngày lịch sử của Đức Phật trong phim mà đưa đó, tự nhiên tâm mình hân hoan ghê vô cùng đi. Hoa nó cảm nhận được con người, tình người, phải không? Đức Phật thành đã là chánh giác, mà qua nó cảm nhận được, nó mừng nở, nó đón chào một bậc chánh đẳng chánh giác cả đời, đất nứt ra, phải không? Rồi từ những cái mầm nhỏ dưới nó lú lên nở ra qua, tự nhiên con người mình sao mình hạnh phúc vô cùng. Thành ra làm sao cố gắng mình tu tập đạt được một cái gì đó hạnh phúc trong tâm hồn mình, mà dù mỗi ngày mình có hạnh phúc bao nhiêu thì đó niết bàn quý vị có bấy nhiêu, quý vị đau khổ bao nhiêu thì cái đó là cái cõi địa ngục của quý vị bấy nhiêu. Mà quý vị diệt được từ tâm quý vị, có từng giây từng phút hạnh niết bàn, thì quý vị không cần phải nói là con phải về cõi Phật, mà về cái ngay trong tâm niệm đó là quý vị đã có niết bàn, có cực lạc ngay trong tâm hồn của mình rồi. Và phải như vậy mới được. Vậy ha, để chúng có ai có câu hỏi nào nữa không? Để không có thì thôi mời để chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công chính niệm.